Hayate là một xạ thủ có sát thương chuẩn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần lơ là một chút là hắn có thể khiến thanh máu của bạn tụt dốc không phanh, nhanh như cái cách mà người yêu cũ trở mặt. Tuy mạnh là thế, nhưng Hayate cần phải có một lượng trang bị nhất định mới phát huy được hết sức mạnh. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về những cách để có thể hạn chế sức mạnh của Hayate. Về cơ bản thì Hayate phải có được những trang bị chấn phái mới có thể phát huy được tối đa sức mạnh. Và đặc biệt, Hayate khá rén trước các khống chế cứng. Đang băng vào với bão phi tiêu mà ăn ngay cái choáng vào mồm thì chỉ có vĩnh biệt cụ. Thế nên bạn có thể ép ngay từ đầu trận đấu với các tướng xạ thủ có khả năng cấu rỉa mạnh như là Elsu, Violet và Joker. Không có một giai đoạn tuổi thơ êm đềm thì Hayate khá là khó chơi. Đặc biệt trong phiên bản hiện tại thì bạn có thể chơi bộ đôi Van Hel và Helen. Chắc chắn là Hayate không dám ló đầu ra khỏi trụ luôn. Vị trí pháp sư thì nên chọn các tướng có khả năng dồn sát thương nhanh và mạnh, có kèm khống chế nữa thì tuyệt vời. Có thể kể đến là Vera, Rak hay là Liliana. Gặp mấy quả này mà không có thanh tẩy thì đúng là chỉ còn đường khóc lóc gọi mẹ thôi. Hạn chế lựa chọn các vị tướng trâu bò mà kém cơ động vì chả khác gì bao cát cho Hayate vui chơi đâu. Nếu ở vị trí đi rừng thì có thể lựa chọn giữa Krynak, Kira, Nakroth hay là Aoi. Toàn các sát thủ máu mặt, Hayate mà đi lạc hoặc giữ vị trí không tốt thì khả năng bay màu cho một nốt nhạc là cực kỳ cao. Còn về vị trí trợ thủ, Deadwood Alice chính là một lựa chọn khá tốt. Dòng chảy thời không là khắc chế tốt của bão phi tiêu. Đang băng vào mà bị câm lặng thì còn gì là con Hayate nữa. Nếu không thì có thể chọn Badum, Gibun hoặc Grat nhá. Toàn các gương mặt vàng trong làng không chế. Hayate nhìn thấy dàn không chế như này thì cũng phải sợ luôn. Chắc là cũng phải tính toán dữ lắm mới dám dùng bão phi tiêu. Trang bị thì cũng khá là cơ bản. Hayate cần phải đạt đủ 150% tốc đánh mới có thể phát huy tối đa sức mạnh. Thế nên hai trang bị giảm tốc đánh là khiên thất truyền và khiên huyền thoại rất phù hợp để khắc chế Hayate. Để cho chắc cú thì có thể lên cả hai. Yên tâm là hai món này không trùng nội tại đâu. Cứ theo tiêu chí lên nhầm còn hơn bỏ sót. Như tôi đã nói, Hayate khá yếu và cần được bảo kê tốt mới có thể biến thành con quái vật ở cuối trận. Vậy nên cứ kêu gọi đồng đội xuống để ganh hắn. Chỉ cần bị hạ gục 1 đến 2 mạng hoặc là mất phép bổ trợ thôi thì hắn ta sẽ yếu đi rất nhiều. Chứ cứ để Hayate làm kinh tế thì về cuối trận dù là đỡ đòn đi nữa cũng phải bốc hơi trước sát thương chuẩn lại còn chí mạng khổng lồ của hắn. Đặc biệt hãy để ý đến thanh nội năng. Các chiêu thức của Hayate cực kỳ tốn nội năng. Nếu hắn chỉ còn dưới 50% thì cứ mạnh dạn tấn công nhé. Khả năng tẩu thoát đã bị hạn chế đi rất nhiều rồi. Trên đây là những chia sẻ của mình để có thể hạn chế sức mạnh của Hayate. Video được xây dựng trên ý kiến cá nhân cũng như là được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau. Nên nếu như có thiếu sót gì, mọi người có thể đóng góp giúp mình. Và mình là Nắng Chói Chang, một nhà sáng tạo nội dung về Liên Quân Mobile.